Này, bảo em Duyên dạy con tiếng Anh. Máy điện thoại dạy nó tiếng Anh. Cũng biết tiếng Anh đâu. Sức dạy điện thoại. Mày đi học đại học về về không dạy gì cả. Cái gì ơi? Sugar, I go. Sugar, you go. Là gì? Không biết. Sugar, I go. Có nghĩa là đường tôi đi. Sugar, you go. Là đường bạn đi, hiểu chưa? Không dạy tiếng Anh, tiếng gì đấy. Tiếng Anh đâu? Tiếng Anh, đi đại học mà không biết. Chúng biết tiếng gì? Like, e, after, lui nghĩa là gì? Biết. Ok, thằng này. Like là thích, y là thì, afternoon có nghĩa là chiều, like y afternoon có nghĩa là thích thì chiều. Ok. Nghĩa là thích thì chiều. Ok.